hỏi cha, bây giờ á, ba bàn thờ con sẽ đặt làm sao? Trong nhà thì con có bàn thờ Chúa, rồi con có bàn thờ tổ tiên, tức là ông bà nội ngoại hai bên. Con lại là cái người làm thuốc ta, con rất là ngưỡng mộ Hải Thượng Lãng ông. Hải Thượng Lãng ông, con có một cái bức tượng Hải Thượng Lãng ông, con muốn làm cái tòa cho Đức Hải Thượng Lãng ông. Vậy thì bây giờ xin cha vui lòng chỉ cho con xem, bây giờ con phải làm ba cái tòa, ba cái bàn thờ như thế nào. Thời xưa, đặc biệt trước năm 1964, không có dám làm bàn thờ tổ tiên trong nhà, đặc biệt là chúng ta là có đạo. Và cái cầm cái cây nhang thế này này, cầm cái cây nhang này, trước năm 1964 á, không có ai dám vái nhang. Tất cả những người lớn của chúng ta đây, cái chuyện cầm cây nhang mới phát triển mạnh từ 1975 mà thôi. Trước không có dám vác cây nhang, và cầm cây nhang một cái lập tức là mọi người quy cho cái tội liền, là cái tội đó là cái tội theo Phật giáo hay là theo tà đạo. Ngày xưa nó khổ vậy đấy. Lúc bây giờ họ chưa hiểu, họ cứ nghĩ là cầm cái cây nhang là nhà Phật. Nhưng về sau này, cái cây nhang nó không phải là như thế, mà nó chỉ tỏ lòng cung kính thôi. Thành thử đặc biệt ra đối với lại tổ tiên, ông bà, cha, mẹ đó, người ta cung kính. Bây giờ đây bằng chứng này, trong nhà chùa thì họ cầm cây nhang thì thấy nhiều như vậy thì cứ cán tội cho đó là cây nhang, ai cầm cây nhang vái vái là Phật giáo. Bây giờ chúng ta đi xuống miền Tây hay chúng ta đi nhiều nơi lắm, có nhiều nhà họ không hề vái nhang Phật. Sáng sớm ra họ có bàn thiêng, các con có nghe đó bàn thiêng không? Bàn thiêng là cái gì? Là cái bàn thờ ở ngoài sân nhà người ta. Có biết cái bàn thiêng đó không? Nó có một cái trụ như thế này này, xong có cái bàn ở đây, họ có cái bát nhang đó. Sáng sớm ra hay tối ra họ có cầm, họ có nhang, họ vái trời vái đất, vì sao họ cắm vào đó đó, có để ý không? Hỏi họ có vái Phật không? Không, họ vái trời vái đất, họ cắm vào đấy đấy. Và đây, tiếp tục nghe này này, chúng ta để ý mà xem, nhiều lắm. Dĩ nhiên là cây nhang nó phổ biến trong nhà chùa. Bây giờ chúng ta nom xem, hiện nay bây giờ đó, cán bộ nhà nước đó, hỏi bây giờ về cái phương diện trong tâm hồn của họ làm sao thì không biết, nhưng họ là cán bộ nhà nước, họ là đảng viên, họ đang tại vị, họ đang có vị địa vị, họ lăn ra họ chết, họ chết xong một cái thì đưa vào trong cái nhà tang, chạy lang tang lễ. Có thể họ là vai trò trong chính phủ, thủ tướng, chủ tịch nước, bộ trưởng hay là gì, họ chết, họ đem vào cái nhà tang lễ đó, thì cái nhà tang lễ đó là của chính phủ chứ nào có của đạo nào đâu. Nhang khói nghi ngút, nhang khói nghi ngút. Vậy thì trong trường hợp này họ cứ dùng cái nhang đó để vái Đức Phật hay là cái gì? Không, họ dùng cái nhang đó họ vái, họ tỏ lòng tôn kính đối với người chết, vậy thôi. Thế thì sau khi được soi sáng rồi thì Hội Thánh Việt Nam 1964 bắt đầu mở cửa, Hội Thánh Công Giáo Việt Nam bắt đầu mở cửa có thể dùng cây nhang, nhưng lúc bây giờ chưa phổ biến. Cho đến năm 1975 thì văn kiện chính thức là cho phép các nhà thờ được phép vái nhang, đồng thời có thể để bàn thờ tổ tiên ở trong gia đình. Thế là bắt đầu mới có cái vụ đó đó. Đó còn thời xưa không có bàn thờ tổ tiên mà không có cây nhang, do đó cái bàn thờ trong nhà gọi là bàn độc, tức là bàn duy nhất thờ phượng Chúa, gọi là bàn độc, độc tức là duy nhất đấy. Có vậy thôi. Còn bây giờ thì sao? À, trước hết, nếu chúng ta phân biệt để bàn thờ trong nhà đó, thì luôn luôn vị trí mà cao nhất và trang trọng nhất chính là vị trí để bàn thờ Chúa. Nhớ nhau, đây là nguyên tắc á. Ở trong gia đình của chúng ta, nếu chúng ta để, thì cái vị trí trang trọng nhất, cao nhất, xứng đáng nhất, thì chúng ta để bàn thờ Chúa.
trên bàn thờ Chúa. Xin tất cả mọi người lưu ý thế này, gọi là bàn thờ Chúa thì có thể có tượng thánh giá, rồi có ảnh tượng Chúa Đức Mẹ và các thánh gì đó. Nhưng trên bàn thờ gọi là bàn thờ Chúa này thì ngoại trừ Chúa thánh giá được có các thánh, Đức Mẹ, các thánh, nhưng không được phép để những vị chưa được phong thánh lên trên bàn thờ này. Ví dụ ông Trương Bửu Diệp là không được lên trên bàn thờ thánh, bàn thờ Chúa. Nhớ nghe không? Đây là một cái điều cơ bản lắm. Nhiều nhà không có biết bàn thờ đó, bàn thờ Chúa nghĩa là bàn thờ để chúng ta tôn kính, tỏ lòng yêu mến và đối với Chúa với các thánh trên thiên đàng. Do đó những vị mà chưa được phong thánh, ví dụ ông Trương Bửu Diệp, cha Trương Bửu Diệp, ví dụ Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận về cái phương diện mà giáo luật đó, bây giờ được còn cao bậc hơn là ông Trương Bửu Diệp. Bởi vì ông Trương Bửu Diệp đó thì người ta cứ đến phép lạ của ông, nhưng mà giáo hội chưa có nhìn nhận. Thì để tiến tới phong thánh thì phải đi 4 bước sau đây. Bước 1, bất cứ ai là một Kitô hữu chết thì bước 1 là được gọi là tôi tớ Chúa. Bước 2 gọi là đấng đáng kính. Bước 3 là á thánh. Và bước thứ 4 là hiển thánh. Có ghi, có nhớ nhớ ghi nha con. Một Kitô hữu chết thì tiến tới hiển thánh phải đi 4 bậc, phải được phong 4 lần thì mới đến hiển thánh được. Chẳng hạn như ông Thánh Phaolô Lê Văn Lộc ở nhà thờ An Nhơn của chúng ta đây là phải đi 4 bậc đó, bây giờ ông mới được hiển thánh đó. Thế thì người bậc thứ nhất đầu tiên hết được là tôi tớ Chúa. Tôi tớ Chúa, tên là tôi tớ Chúa thôi. Tôi tớ Chúa có nghĩa là thế này, là một người bất cứ là ai đã được rửa tội từ là giáo hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ hay giáo dân, nghĩa là một người Kitô hữu bình thường, chết nhân đức được thơm lên, rạng ngời, mọi người ngưỡng mộ. Thế thì cha nói nha, ví dụ nha, cha không dám nói mình, cha nói bất cứ một người nào đang ngồi đây, ví dụ vậy, ABC gì đó, bây giờ ngồi đây thì khi còn sống chìm nhìm mà chả thấy ai nói gì. Ví dụ chị Teresa, chị Thánh Teresa đồng Giêsu, khi chị còn sống chị là tu kín mà, bà tu kín, dòng kín, 4 bức tường, ai biết bà là em gì. Bà ấy chỉ làm cái gì? Gác cổng, quét nhà, giặt áo lễ, dọn lễ. Nghĩa là đứng về cái phương diện công việc rất tầm thường, ngồi với mọi chị em này, lạ lùng lắm. Và chết còn trẻ 24 tuổi mà chết ho leo, chả có cái gì hết. Nhưng có một cái điều rất lạ lùng này, mà làm thánh ấy, thì hầu như nó có chuyện ngược đời là thế này. Khi còn sống thì không có một cái gì nổi năng, đến khi chết thì không biết tại sao. Người nhiều người không hề biết bà Tê-sa đồng Giê-xu, không biết là làm sao Chúa run rủi thế nào, cứ kéo đến nhà dòng ầm ầm cầu nguyện, rồi nói có bà này tên là Tê-sa, hai đồng Giê-xu chết, chúng tôi cầu nguyện mà thấy bà phù hộ, rồi gì đấy. Nhà dòng bảo lạ ghê đó, kín cổng cao tường sao mà ai lại đi loan truyền, mà báo chí thì không có, không, chết ở trong đó, chết ở trong đó, tù trong đó, nhà kín mà, tù trong đó, chết ở trong đó, không có đưa tin ra, mà sao ai ở đâu lạ mà cứ đến hỏi vậy. Kỳ lạ, hữu xạ tự nhiên hương, Chúa làm không biết sao tạ luôn. Khi người ta cứ chảy hội, cứ ầm ầm đến, không biết là có một cái động lực nào nó lôi kéo người ta cứ đến. Thế là cuối cùng nhà dòng mới bảo quái lạ, cái bà này chết thường mà sao người ta cứ đến vậy. Bắt đầu mới tìm hiểu xem bà như thế nào, bắt đầu mới phui ra
đem các thứ, tức là tìm kiếm các cái cuốn sách hay những cái tài liệu của bà ấy, bắt đầu mới tìm ra, tìm bắt đầu mới mò đi tìm lại. Bây giờ nếu mà người không ai đến để thăm nom hay hỏi han hay là nói về bà ấy thì chết chìm như mọi người thôi. Nhưng mà thấy nhiều người đến quá, buộc lòng phải tìm kiếm, thế bắt đầu mới tìm kiếm. Hương hoa càng ngày nó càng nở rộ ra. Cuối cùng người ta được nhiều ơn quá, người ta yêu cầu xin xúc tiến lập hồ sơ phòng thánh. Thế thì sao? Thấy nhiều người họ nhận được ơn quá, cái người này chết mà trong nhà mình thấy lạ, im chìm mà thường lắm, bây giờ tự dưng chết thì phải có cái gì. Thế là theo yêu cầu của mọi người, đức giám mục của giáo phận mở hồ sơ. Thế trước khi mở hồ sơ thì trong nhà dòng, thì chẳng hạn như là nhà dòng kín của Lisieux đó, là phải xem xét trong lịch sử hay bà viết chép cái gì gì đó, viết tóm gọi là lịch sử của đời chị Tê Sai Đồng Giê-xu tạm gửi về tòa thánh Vatican, nói là nhiều người họ xin như vậy, bây giờ xin tòa thánh duyệt chúng con viết tạm cái lịch sử sơ qua tiểu sử của thánh của chị Tê Sa thế này. Tòa thánh nghĩ sao? Tòa thánh đọc thế được vậy. Tòa thánh bật đèn xanh cho tiến hành điều tra phong thánh. Thì khi tòa thánh bật đèn xanh ra cái thì cái người chết đó được nâng lên bậc thứ nhất, gọi là tôi tớ Chúa. Đó chính là trường hợp của cha Trương Bửu Diệp. Bây giờ nhiều người nhận ơn được quá, họ yêu cầu Đức Giám Mục và họ xin đề nghị. Thế thì bây giờ Đức Cha phải tìm, cố gắng viết sơ qua lịch sử của ông Trương Bửu Diệp, gửi về Roma. Roma sau bộ phong thánh đọc sơ qua cái, thấy được, chưa đến nỗi gì. Rồi Đức Cha được quyền mở hồ sơ phong thánh. Thì Đức Cha Chi Bửu Thiên ở Cần Thơ, Giám Mục Cần Thơ, chúng ta lưu ý về này, bất cứ một người nào chết để tiến hành hồ sơ, tiến hành điều sơ ở điều tra phong thánh, thì giám mục ở nơi cái vị đó chết sẽ là người thụ lý hồ sơ và mở hồ sơ phong thánh. Cha nói ví dụ như cha nhá, là người Sài Gòn, thả ta ví dụ đi, không biết có được không, nhưng mà cứ ước ao đi, cha là người Sài Gòn, ví dụ vậy nhá. Rồi đi thi hành công vụ ra Hà Nội dạy học cho các thầy Đại Chủng Viện Hà Nội, đang dạy học ở đó, lăn mía ra chết ở Hà Nội. Người ta khuân xác về Sài Gòn, người ta chôn. Thế rồi hương hoa nó nổi lên, ví dụ vậy, hơi kiêu ngạo một tí. Thì người ta yêu cầu thì không phải là Đức Giám Mục của Sài Gòn, bởi vì cha sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn lập hồ sơ phong thánh, mà là Đức Cha ở Hà Nội là người thụ lý hồ sơ. Vì chết ở đâu thì ông giám mục ở đó sẽ thụ lý hồ sơ đấy. Lạ vậy đấy. Khi mà người ta yêu cầu mà phong thánh thì chính cái chỗ mà ông ấy chết, còn ông ở đâu không biết, lúc mà ông chết thì cái ông đó lập hồ sơ. Cũng giống tựa thế này này, đây cha nói các con nom cha này, y si vậy đó. Mở hồ sơ phong thánh cũng giống ra tòa, giống như tòa án đấy, nghiên cứu điều tra rồi có luật sư rồi, ôi xả ơi, đùng tung đủ thứ, điều tra đủ thứ. Ví dụ như này nha, bây giờ á, ta nói nha, bây giờ mình đang nói thánh nha, giờ mình nói cái chuyện khác ngược hơn, mình nói cướp, à, đang là thánh thì sang cướp. Cái người đó sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, nhưng mà xuống Tiền Giang ăn cướp, thì á, cướp xong một cái, chạy về Sài Gòn trốn, nhưng anh Tiền, cái sự kiện tức là cái vụ cướp, việc sự việc cướp nó xảy ra ở Tiền Giang, thì cái công an Tiền Giang nó vẫn về Sài Gòn, nó tóm cổ, nó lôi xuống Tiền Giang, nó điều tra ở đó. Có hiểu cha nói không? Thì ở cái chỗ nào sự việc xảy ra thì nơi đó thụ lý hồ sơ. Chứ không có phải là mày trốn về Sài Gòn thì cái Sài Gòn này bắt mày đều không có đâu, cái thằng Tiền Giang nó bắt. À, do đó thí dụ mày phạm cái tội ở đâu thì cái chỗ đó nó sẽ truy nã mày, nó lôi cổ mày về cái chỗ đó, nó xét xử mày, chứ không có phải là mày trốn lên đó. Vì thế nó có chuyện là dẫn độ. Anh là người Mỹ, anh phạm tội ở Mỹ,
Xong rồi anh trốn mẹ đi sang Việt Nam, anh trốn mất. Anh trốn mất. Thế là thằng Mỹ nó mới Interpol, nó mới nói Việt Nam, tao có một cái thằng Mỹ, nó trốn ở đất nước của mày đó, tao cho mày biết đi hành hành ngày này. Thế là thằng Mỹ đang đi loạn quạng, tưởng là khách du lịch nha, khu du lịch, đi loạn quạng ở nhà thờ, à, ở chỗ chợ Bến Thành kia. Công an Việt Nam tóm cổ. Tóm cổ sao? Việt Nam không xét xử. Thế này dẫn độ, có nghe chữ dẫn độ không? Có nghe chữ dẫn độ bao giờ chưa? Anh nghe chữ dẫn độ chưa? Cha nghe rằng, Chúa tôi mấy đứa con chả biết gì cả. Chúa tôi nói cái gì cũng chả biết. Chúa con cứ giống như là túi không đáy ấy, Chúa tôi. Cha có cái gì? Dẫn độ là gì? Bắt một người ở một quốc gia kia, rồi trở lên máy bay, đem về cái quốc gia mà phạm tội ở chỗ đó, họ xét xử. Đó. Có nghe thấy thằng Vũ Nhôm không? Cái đám nào có biết Vũ Nhôm đài nào? Nhôm mới sắt thì kiểu mẹ mày, nhôm mới sắt thì đồng mới chỉ kiểu bố mày. Chúa tôi, Chúa tôi, mà có biết Chúa không? Chúa thì biết, nhôm mới sắt thì không biết. Giê-xu nó chỉ có biết một điều, con kiếm con xin là con ở trong nhà Chúa suốt đời con. Con không biết sự gì hết trần gian này, chỉ còn đợi chết để lên thiên đàng thôi, chứ còn không cách nào, không có biết một cái sự gì. Chúa tôi ơi, bây giờ hỏi cái sự gì không biết. Không đọc báo, không nghe tin tức. Hỏi sao vậy con? Bảo sáng ra mở mắt thì xuống nhà thờ nghe gẫm. Nghe gẫm xong đọc kinh dâng lễ. Dâng lễ xong ăn sáng. Ăn sáng trông trẻ. Trông trẻ rồi ăn cơm. Ăn cơm đi ngủ. Đi ngủ xuống nhà thờ. Cái thờ đọc kinh. Đọc kinh lại đi tiếp tục lại cái gì? Đọc kinh rồi lại ăn cơm. Ăn cơm rồi chuẩn bị đi ngủ. Chúa tôi loanh quanh suốt cả ngày như vậy mà không còn mở mắt ra được nữa, thì lấy giờ đâu mà đọc báo, chả biết tin tức gì xét cả. Ông cha biết tin tức sự gì xảy. Cứ đến đây thật đúng là tạ ơn Chúa có cha xứ An Nhân mở cái lớp kinh thánh này, phụng vụ này để nghe thông tin, chứ còn không biết một cái sự gì hết ra. Gọi là đi đây để hóng là chính yếu, chứ còn học cái hành cái gì. Hóng cũng ít nhất là biết được cái Vũ Nhôm, Vũ Sắt đây là sao. Thằng Vũ Nhôm á, là nó phạm tội ở Đà Nẵng á, nó trốn sang Đức á, rồi bị bắt từ bên Đức á, rồi nó dẫn độ Việt Nam, xin dẫn độ thằng Vũ Nhôm từ Đức về Việt Nam xét xử đó. Có nghe vụ đó không? Không biết, không nghe kệ đời với mẹ. Chúa thôi. Mua báo nó cũng không đọc chị ạ, không báo nó cũng không đọc. Nguyên lý thời giờ ăn cơm với thời giờ đi ngủ với thời giờ trông trẻ là hết đời giờ rồi, còn đòi gì? Không còn. Hồi xưa cha ở Đại Chủng Viện ấy, cha dạy học mười mấy năm, 16-17 năm ở Đại Chủng Viện ấy. Thế báo ấy, để cho các thầy bảo các con đọc báo đi, mua tờ báo Tuổi Trẻ này, tờ báo Pháp Luật này, tờ báo Lao Động này, tờ báo gì 4-5 tờ báo thờ thao thể thao, chỉ có mỗi tờ thể thao. Thì cái tờ thể thao á, nó để vậy, nó sập mấy tờ, giật ra mỗi đứa một tờ xem, mỗi đứa một tờ xem thể thao. Thế là xem cái trang này, nó phải dính trang kia, đọc trang này rồi, ê ta xem tiếp trang kia. Còn các tin tức quốc tế thời sự không hề xem gì. Xem thể thao với xem mẹ ranh gì, xem cải lương với xem chương trình tối nay có cái gì trên truyền hình. Ngã lòng quá, ngã lòng quá. Thôi, chắc quay trở lại này. Còn cho các con biết, biết kệ đời chắc không xét. Thôi chỉ ít là vậy thôi cũng được, đạo đức thánh thiện. Biết nhiều sự quá rồi cuối cùng mà không có đàng hoàng tử tế lại đâm hư ra. Đang cái gì con nhà cha đang nói gì mà nó xiên xiên đấy. Cha nhờ, cha mà giống như internet ấy, nó đang là... À, đang là tôi tới Chúa vào, tôi tới Chúa mà sao nó ra như vậy đấy, xong rồi ta là thằng cướp. À, đang tôi tới Chúa thì điều tra đấy, xong rồi ra thằng cướp cũng điều tra đấy. À, cũng phải vậy, nó vậy, tức là nó cũng có cái liên hệ. Nó có cái liên hệ, ý có nghĩa là đấy, bậc thứ nhất là nếu mà mở hồ sơ là tôi tới Chúa, tôi tới Chúa có nghĩa là đã được gọi là có hy vọng rồi anh em. Kế đến
cái bước độ này khó nhất đây này, bước độ thứ hai là khó nhất. Mà tôi tới Chúa rồi thì bắt buộc đức giám mục ở nơi cái người đã chết phải thành lập một ban gọi là điều tra phong thánh, thành lập một ban. Mà cái ban này nó là phải đi thu thập tất cả các tài liệu của cái người chết đó, viết tay hay nói, ai biết phải đi phỏng vấn hết. Như Đức Hồng Y Mẫn, Đức Hồng Y Thuận đó, phải đi hết từ các nước đó sang nước kia phỏng vấn những ai biết. Thí dụ như cha biết Đức Hồng Y Thuận khi cha du học ở Pháp, người ta cũng đến hỏi. Sẽ có những người nói Thuận và sẽ có người nói ngược. Hỏi hết cả ngàn người á, họ ghi âm hết, họ chép biên lại. Nếu có bằng chứng ngược, ta nói ví dụ, tôi á biết Đức Hồng Y Thuận có hồi xưa đó. Thí dụ vậy, cái người nó ghét ấy, Đức Hồng Y Thuận ngày xưa tôi biết, hồi ngày Nha Trang á, là ngày đánh một cái ông cha kia, ngày đánh, có gì bằng chứng không? Mà tại sao đánh, như thế nào, tại sao vậy? Thí dụ, ngày bạo lực, bằng chứng đưa ra, thôi, đã có một tỷ vết rồi, vân 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 vân. Nghĩa là đủ thứ xuôi ngược các mức độ làm mà từ tôi tới Chúa. Thế thì hồ sơ này phải đủ hết mọi kiểu. Thế thì họ mới đóng thành một cái tập, đóng thành cái tập hồ sơ cho Đức Hồng Y Thuận là trên 10.000 trang. Một tập sập như vậy, nhiều tập lắm. Bao nhiêu thời ngài còn bé ở Phủ Cam Huế là bao nhiêu, rồi khi ngài làm ở Nha Trang như thế nào, người ta phải đi hết. Rồi khi ngài ở trong tù thì làm sao, ngài sang Roma, rồi ngài ở đi đâu 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 cho đến ngày chết. Tức là họ sẽ đóng thành từ tập, từ bộ vậy. Kẻ nói xuôi, người nói ngược, hết tất cả xong, đóng thành một bộ. Một bộ xong cái, thì cái bộ đó, tức là cái số này là hiện nay rất là tốn kém. Bởi vì như thế này, phải có một cái ban điều tra phong thánh. Thì cái ban đó phải chia nhau đi, đi nước nọ, đi nước kia, rồi thu âm, rồi ghi chép. Đó rất là tốn kém. Ví dụ chẳng hạn bây giờ người ta đang vận động để chẳng hạn như là một cái ủy ban để hỗ trợ cho vụ phong thánh cho Đức Hồng Y Thuận, thì phải bỏ tiền ra để máy bay đi chỗ nọ, đi chỗ kia để lấy tài liệu gì đó. Đấy. Thì Đức Hồng Y Thuận á, xong rồi. Thì còn ông cha Trương Bửu Diệp thì chưa. Thế thì họ mới đóng một bộ đó vậy, cả chục ngàn trang vậy. Họ mới gửi về Roma lại một lần nữa. Thì gửi về Roma đó, thì ở tại Roma, tức là cái bộ phong thánh, họ sẽ thụ lý hồ sơ đó, bởi vì họ đã chấp nhận cho địa phận mở hồ sơ rồi. Họ sẽ thụ lý hồ sơ hơn 10.000 trang đó. Họ sẽ gửi cho tất cả các chuyên viên trong bộ đọc xem, đọc hết trong đó logic người này, các sự kiện xảy ra như vậy có được không. Thì khi họ đọc như vậy đó, thì họ sẽ phải lấy giờ hành chánh họ làm. Thì cái gọi là cái ủy ban mà điều tra phong thánh của địa phận nó phải trả lương cho các nhân viên của tại bộ làm. Họ làm bao lâu? Không biết. Có thể lâu mà có thể mau. Vì thế phải nuôi những nhân viên đó theo trả tiền lương theo ở ngoại quốc để họ thụ lý hồ sơ. Có thể họ làm trong 10 năm, có thể họ làm trong 5 năm, tùy theo trường hợp. Thế thì cái bộ cái hồ sơ này này, Đức Hồng Huy Thuận được có một cái lợi thế là thế này. Cái bộ hồ sơ đó gửi sang Roma chỉ trong có mỗi 3 năm thôi. 3 năm các gọi là những cái thành viên ở trong bộ đó, họ đọc. Họ đọc phải trả lương cho người ta. 3 năm xong, họ bắt đầu họ mới tổng kết lại. Họ nói là được, chúng tôi thấy hồ sơ này đạt yêu cầu, và nhân đức của Đức Hồng Y Thuận này xứng đáng có thể tiến tới cái mức nữa, ở mức thứ hai. Thế họ mới làm cái hồ sơ, họ làm một cái báo cáo cho Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phong Thánh. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phong Thánh sẽ đọc một cái bản báo cáo ấy, xong cái rồi ký nhận vào đó, trình lên đến Đức Giáo Hoàng. Thế thì trước khi trình đến Đức Giáo Hoàng thì là những chuyên viên họ làm xong rồi. Đức Giáo Hoàng thấy ông Bộ trưởng, Đức Hồng Y Bộ trưởng đưa lên cái thì ngài ký. Thì kể từ đó chính Đức Giáo Hoàng sẽ tuyên bố bây giờ cái ông này không còn gọi là tôi tớ Chúa nữa, mà ông này được nâng lên hàng đấng đáng kính. Đấng đáng kính. Và Đức Hồng Y Thuận của chúng ta hiện nay đang ở cái mức độ đấng đáng kính. Trong khi đó ông Trương Bửu Diệp đến giờ này hồ sơ vẫn chưa đi đến đâu.
Thấy chưa? Thấy vấn đề chưa? Mà cái vụ hồ sơ này ông Trương Bửu Diệp chắc cũng mệt lắm đây. Vì lý do là thế này, ông Trương Bửu Diệp không để giấy tờ bút tích nào lại, toàn cứ truyền khẩu không. Trong khi Đức Hồng Y, Đức Hồng Y Thuận thì ngài có văn bản, có giấy tờ hết. Mà bây giờ ngài mới mất, ai không biết ngài, làm chứng nó dễ. Còn ông Trương Bửu Diệp, ông mất từ đời đám đế nào rồi, mấy cái người biết ông thì chết lăn ra hết cả rồi. Còn bây giờ mấy cái người cứ đi thì thấy là cứ hô hoán lên và ơn này ơn kia, thì người ta nghe nghe vậy thôi. Nhưng mà bây giờ bằng chứng cụ thể về cuộc đời của ông khi còn sống thì không có giấy tờ, nên bị khựng. Thì người ta lại bảo thế này, mình coi là tôn sùng một người, nhiều khi gọi là thần thánh hóa một người, nhưng mà thực tế đời sống của người đó không có gì chứng minh. Thế là nó khựng lại. Ông Trương Bửu Diệp bây giờ còn đang bị khựng lại vì vậy đấy. Còn Đức Hồng Y Mẫn thì giờ sao? Xong rồi. Cái khâu này là Đức Hồng Y Thuận là xong rồi. Bây giờ mình cứ lẫn lộn cái ông kia còn sống mà bảo ông thì chắc ông sắp chết đến nơi này. Ông ấy năm nay 84 tuổi rồi. Ông sinh năm 34. Ông Hồng Y Mẫn ông sinh năm 34. Ông 84 tuổi rồi. Ông 84 tuổi ông còn khỏe lắm. Chí ít ông phải sống 94 tuổi. Chí ít. Thế nào thấy đi tính tầm năm là tính tầm năm đi chậm chậm thôi, nhưng mà nước da nước giếc là phát biểu nó kia thấy còn tỉnh tỏ lắm. Ông thống thọ đó mà cái dái tai của ông dài lắm nha. Người ta bảo cái dái tai của ông Hồng Y Mẫn này dài lắm, ông sống thọ lắm, sống thọ lắm. Mà ông roi roi người, ông ăn uống ấy, kỹ lưỡng lắm, thành thử ra là ông roi roi người. Biết roi roi là sao con? Là người nó gọn gọn, nó xương xương, nó khác với ông tổng giám mục Đọc. Ông tổng giám mục Đọc phì quá, phì quá, phì lại chúa tôi, phì quá, tròn xoe xòe xòe chúa tôi. Đứa Hồng Y, đứa trai Đọc nó tròn xoe xòe cái cổ, đi đâu làm lễ ngồi ngủ đấy, ngủ quá trời quá đất. Có thấy đứa trai Đọc làm lễ ngủ không? Có trông thấy ngủ chưa? Không thấy à? Tại các con cũng ngủ, có trông thấy ai đâu. Ông kia ngủ, các con cũng ngủ, ngủ hết, đắt đầu lễ, ngủ quá trời ngủ. Ông Hồng Y Mẫn là ông sống lâu lắm ấy, sống lâu lắm á, nhiều người cũng sống lâu lắm. Ông sống chí ít bằng tuổi Đức Giáo Hoàng Benito. Đức Giáo Hoàng Benito năm nay bao nhiêu biết không? 91 tuổi. Đức Giáo Hoàng Benito thứ 16, 91 tuổi. Đấy, mà ông còn sống còn dai lắm, không còn lâu. Ông khéo mà ông Francisco chết trước ấy, chừng đấy. Giữ điều độ là được. Thế thôi. Đức Hồng Y Thuận mất năm bao nhiêu tuổi biết không? 17, biết bao nhiêu tuổi không? 7 mấy? Biết mấy không? 73 tuổi. Nhớ nghe không? Đức Hồng Y Mẫn chết à, Đức Hồng Y Thuận chết năm 73 tuổi. Ngài làm Phong Hồng Y năm bao nhiêu tuổi biết không? 72 tuổi. Làm Hồng Y được đúng 1 năm, chết năm 73 tuổi. Thế cả thế giới tiếc, cả thế giới tiếc. Nhưng mà thôi, ngày chết vậy là vừa. Mình nghĩ là chứ ngày chết lúc đó, bây giờ 73 tuổi, giờ là người ta tiến hành là đứng đáng kính, chắc thêm 2 năm nữa, 75 tuổi đến về hưu, chắc chết chìm luôn, chẳng ma nào nói nữa. Chính 2 năm sau là cái 2 năm cả trớn, thành thử ra là thầy lại mất luôn. Thành thử ra chết vừa, đúng có là vừa. Em bây giờ chết một cái giờ là chỉ có tiến hành hồ sơ phong thánh thôi, chứ còn em thêm vài năm nữa thì lại sinh tật ra, khổ vậy chứ. Cứ sống càng lâu nó càng sinh tật ra. Tại có cái ngắn nó vậy nên nó lại chả có gì. Như các bà Tê Sai Đồng Giê Xu, bà 24 tuổi, thế vậy đó. Chứ bà, người ta bảo bà sống thêm 2 năm nữa thì tịt tủm luôn, nó chả có ăn thua gì đấy. Đấy, vừa đúng cái chỗ này là được đấy, vừa đúng chỗ là được. Đó, dài ngắn thì không biết nào. Mẹ Tê Sa Căn Quyết Ta sống bao nhiêu tuổi biết không? 87 tuổi. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao Lô Đệ Nhị bao nhiêu tuổi biết không? 85 tuổi. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao Đệ Nhị thua mẹ Tê Sa Căn Quyết Ta 2 tuổi khi chết. Mẹ Tê Sa cũng là 87 tuổi, nhưng mà hai cái người đó là siêu cường rồi, là siêu nhân rồi. Mẹ Tê Sa Căn Quyết Ta sau khi chết mấy năm thì được phong thánh? Mấy năm? 7 năm thì được phong thánh. Đức Hồng Y Thuận chết cho đến khi được, cho đến giờ này bao nhiêu năm biết không? 16 năm. Ngày mất năm 2002, năm nay là 2018. Ngày chết ngày bao nhiêu? 16 tháng 9.
Có thấy cha nhớ không? Đứa Hồng Y Mận Huận chết ngày 16 tháng 9. Hôm nay là mùng mấy? 17 tháng 9. 17 tháng ngày chết ngày hôm qua đấy, kỷ niệm ngày hôm qua 16 tháng 9 ở Đức Hồng Y Thuận đấy, 16 năm, đúng 16 năm. Đấy. Nhưng mà ngài đứng đăng ký hỏi ông Trương Chủ Diệp chết bao nhiêu? 63 năm rồi. Ông kia chắc cũng còn lâu, cũng hơi bị mệt đấy. Thế bây giờ Đức Hồng Y Thuận là đứng đăng kính rồi. Cái khâu này khó nhất, bởi vì cái khâu này là khâu hồ sơ. Thuận rồi thì bây giờ là sao? Bây giờ chỉ cần thôi, bất cứ giờ phút nào chứng minh ngài đã cầu cùng Chúa để cho một phép lạ xảy ra mà được chứng nhận quốc tế rằng đấy là phép lạ do lời cầu bầu của Đức Hồng Y Thuận, thì lập tức Đức Giáo Hoàng sẽ chọn ngày Hồng Á Thánh luôn thôi. Do đây chỉ còn một điều kiện nữa là cầu nguyện để Đức Hồng Y Thuận có một phép lạ. Vậy thì hỏi Đức Hồng Y Thuận cho đến giờ phút này thì người ta cầu bầu với ngài, ngài đã xin cầu bầu của Chúa có phép lạ nào chưa? Người ta nói là trên dưới 50 phép lạ rồi. Trên dưới 50 phép lạ do lời cầu bầu của Đức Hồng Y Thuận. Nhưng bây giờ vấn đề được đặt ra là cái ủy ban phong thánh đó mà điều tra phải chọn trong 50 cái phép lạ mà người ta cứ hô lên và do là Đức Hồng Y Thuận cầu bầu đó, một phép lạ thôi, nộp cái hồ sơ đó cho bộ. Nếu phải cân nhắc, trước đó phải cân nhắc, nếu nộp lên họ thấy rằng là được thì được, còn nếu không có thôi chết chìm luôn. Họ bảo có chi hô lên như vậy họ không chịu. Đó phải chọn một cái phép lạ nào đó tiêu biểu và trình lên cho tòa thánh, thì tòa thánh nếu duyệt thì được. Thế thì bây giờ phép lạ nó như thế nào? Có nhiều kiểu. Phép lạ đó có thể là phép lạ y khoa, phép lạ đó có thể là phép lạ về vấn đề trời đất, vân 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 vân. Nhưng mà thường phép lạ về vấn đề gọi là trời đất hay là về thiên nhiên thì hầu như rất là khó xảy ra. Thí dụ chẳng hạn, phép lạ ngày 13 tháng 10 năm 1917, mặt trời múa khi Đức Mẹ hiện ra tại Fatima lần cuối cùng với lại ba trẻ, thì lúc bấy giờ mặt trời múa quay cuồng thì trước cả 30.000 người, tất cả mọi người đều chứng kiến cái điều đó, thì cái điều đó làm được chứng minh rõ ràng phép lạ tự nhiên mà không ai chối cãi được. Nhưng mà chắc chắn các thánh mà chết hầu như không có vị thánh nào mà làm những cái phép lạ mà vĩ đại như vậy. Thế thì thường là các phép lạ y khoa, nghĩa là do lời cầu bầu của một vị nào đó mà người ta có được ơn, đặc biệt là ơn chữa bệnh mà y khoa không giải thích được. Thì theo như cha biết là hiện nay bây giờ cái hội ủy ban và phong thánh họ đang cân nhắc một phép lạ này mà 90% thì có thể được, bởi vì họ đã thăm dò sau khi đấy rồi, họ thăm dò trước ở trong bộ phong thánh thì xem những chuyên gia mà duyệt đó thì có phản ứng gì không, thì họ nói là chấp nhận được, miễn là bây giờ cứ xúc tiến và gửi hồ sơ. Thì cái phép lạ này nó xảy ra là thế này, là cha biết một người ở trong bộ phong thánh kể chuyện cho cha nghe là câu chuyện đó xảy ra với một em bé 17 tuổi, em bé 17 tuổi ở bên Hoa Kỳ. Gọi là em bé, gọi là đó là một thanh thiếu niên 17 tuổi. Thì một cái điều lạ là đúng cái ngày Đức Hồng Y mất là ngày 16 tháng 9 năm 2002, thì em đó bị tai nạn, đúng cái ngày đó bị tai nạn. Và khi bị tai nạn như vậy thì đem vào trong bệnh viện, bác sĩ trả lời rằng là em bị coi là hoàn toàn bị dập tủy sống và em sẽ coi là nằm liệt suốt đời. Chứng nhận y khoa, chụp phim các thứ nọ kia là em sẽ sống liệt suốt đời. Đúng cái ngày Đức Hồng Y mất, hồ sơ còn có. Mẹ, bố mẹ em rất là đau khổ. Thì lúc bây giờ bố mẹ em cũng đã ngưỡng mộ Đức Hồng Y Thuận rồi. Bố mẹ em cầm cái ảnh của Đức Hồng Y Thuận khi mà Đức Hồng Y Thuận mất á, đặt trên ngực em, và bố mẹ em chụp cái hình đó lại,
và nói: con của con nó bị tai nạn thế này, xin Đức Hồng Y thương phù hộ cùng Chúa để cứu mạng sống con của con. À, thì tất cả các hồ sơ nó còn cả. Lạ lùng thay, 3 ngày sau chụp MRI thì không thấy sự gì xảy ra. Trong khi 3 ngày trước thì chụp MRI là bị dập tủy sống và chết liệt. Các bác sĩ ngạc nhiên hết sức, ủa chuyện gì xảy ra vậy? Thế thì bố mẹ mới nói: chúng tôi cầu nguyện với một vị Hồng Y Việt Nam mới qua đời tại Roma. Thế thì họ ghi âm hết, vì năm 2002 thì hiện đại đầy đủ hết cả rồi, sự kiện nó còn đầy đủ hết đấy cả. Thí dụ như ông Trương Bửu Diệp, ông chết từ đời đám tế nào, chả có internet mà ông chả có ai ghi âm ghi ghiếc gì cả, còn chừng người ta ghi hết, nó hồ sơ nằm có sẵn đấy. Thế chúng tôi cầu cùng Đức Hồng Y của chúng tôi, xin Ngài nếu đẹp lòng Chúa phù hộ cho con chúng tôi. Một cái điều rất lạ là thế này, thằng bé được khỏe lại bình thường, hiện nay cái thằng bé đó đang là một linh mục. Đang là một linh mục, 16 năm sau, hiện nay nó 33 tuổi, đang là một linh mục. Mà nó đang là linh mục, ông bà ấy bảo nó được khỏi, rồi sau đó nó nhất định nó đi tu, giờ đang là linh mục của giáo phận Georgia. Khỏe mạnh bình thường. Không những là Đức Hồng Y cứu nó khỏi chết liệt, mà Đức Hồng Y còn làm sao đó. Mà một chi tiết rất là lạ nữa là bảo ở bên Mỹ thì dạy tiếng Việt rất là khó, rất là khó. Nó sinh ra bên Mỹ, trẻ con nói tiếng Việt được là nó nói lơ lơ, rất là khó, dạy tiếng Việt rất là khó. Mà cái em này á, làm linh mục, nói tiếng Việt Nam như quân Việt Nam vừa mới sang bên Mỹ vậy. Như quân Việt Nam vừa mới sang bên Mỹ, vừa đi bảo lãnh vậy. Không có lỡ một, không có lạc một tí nào ấy. Thế khi mà em đó hay hỏi, ủa làm sao mà nó biết nói tiếng Việt, và chúng tôi không có dạy, không có cho đi học ở nhà trường. Nhưng mà khi 17 tuổi đó là nó nói tiếng Việt Nam không có được. Nhưng mà khi nó khỏi bệnh một cái, nó liệt vậy, nó đứng lên cái, nó nói tiếng Việt mà chúng tôi cũng chả hiểu, này ngạc nhiên là tại sao mà nó nói tiếng Việt lại giỏi vậy. Mà hiện nay bây giờ nó nói tiếng Việt như một người Việt từ Việt Nam mới sang bên Mỹ. Sau khi nó được khỏi bệnh thì nó nói tiếng Việt lạ. Thế hỏi sao con mà nói tiếng Việt vậy? Thì nó bảo thế này, con không biết, con được khỏi bệnh thì lúc bây giờ có một vị Hồng Y mặc áo đỏ cầm tay con dẫn con đi, mà con không nhìn thấy người, mà con có nhận ra ai không, con không biết. Nó chỉ làm chứng vậy thôi, làm chứng là thấy một vị Hồng Y mặc áo đỏ dẫn con đi, rồi là con tự dưng con nói được tiếng Việt ấy, con không biết. Thì cho đến giờ này, theo như là cái vị mà làm việc ở trong bộ trong thánh đó, thì các cái chi tiết này bên Hoa Kỳ nó đầy đủ cả, nó đưa nộp về hồ sơ. Và mà y khoa, về phương diện y khoa thì họ không thể giải thích được, và họ nghĩ đây là một phép lạ thôi. Thứ nhất là 3 ngày trước chính cái hội đồng giám định y khoa đó họ thấy rằng là thằng bé này hồ sơ còn thó, mà mọi người đều chứng nhận giấy tờ chụp MRI đầy đủ như vậy, thì đâu có gì dạo, có ngày có tháng vậy đấy, là mọi người nhìn thấy đây là kết quả đi ra của xét nghiệm, thì chắc chắn là thằng bé này là sẽ làm chết liệt suốt cả đời, dập tủy sống hết toàn bộ cuộc cuộc sống. 3 ngày sau chụp lại cũng cùng nó y vậy, lành lặn. Đây là cái điều mà y khoa không giải thích được, chỉ có một cái sự can thiệp siêu nhiên vào. Và cái chuyện thứ hai thì cũng có thể nó là giải thích, nhưng mà cái vấn đề kia là vấn đề rõ ràng. Cái chuyện thứ hai nó cũng không có thể giải thích được, là nó nói tiếng Việt làm sao mà là tự dưng nó nói được như vậy. Thì không biết là thì cũng có thể nhiều người bảo rằng là nó ở trong lòng nó thì nó có một cái gì đó, nó có vốn, nó có một cái khả năng sẵn rồi, thì giờ đến một cái lúc này khi mà chẳng hạn nó bật ra thì nó như là một cái bản lề, nó mở ra nó nói được. Nhưng mà nói, không có một đứa trẻ nào mà sinh ra tại bên Mỹ mà nói tiếng Việt như người Việt Nam mới mà sang bên kia vậy. Người ta phỏng vấn ông cha đó nói rào. Bây giờ ông trở thành là một trong người làm chứng về cái phép lạ này. Thì không biết nếu có phải, nếu là được như vậy thì cũng mừng.
thì không biết là có phải không, thì đấy là hồi xưa nó còn đang lằng nhằng là còn nhiều lắm. Con người thì là đau ngồi liệt lào rồi ung thư, rồi cũng do lời cầu bầu của Đức Hồng Y Thuận, rồi cũng có một cái tình trạng cũng nghe nói là hai vợ chồng kia có một đứa con mà xét nghiệm tất cả mọi cái rồi là đứa con sinh ra là úng thủy, mà sinh nó ra thì nó úng thủy thật. Nó xong mà không biết tại sao cái lớn dần dần lên, cứ nó cứ đấy cái lấy hình của Đức Hồng Y Thuận đặt trên ngực nó, mà xong đúng một năm sau nó trở bình thường, nó không có bị úng thủy nữa. Thì không biết là cái gì, thì cũng có nhiều người bảo nó là phép lạ, nhưng mà người ta cũng bảo có thể là do sự uống thuốc hay là gì gì đó không biết. Nhưng mà cái đó nhiều lắm, tôi nghe thấy rất là nhiều phép lạ do sự cầu bầu của Đức Hồng Y Thuận. Nhưng mà cái phép lạ mà cái em mà 17 tuổi này thì nó rõ nhất, bởi vì nó còn nó giờ nó đã linh mục rồi, thành thực ra nó làm chứng mà bố mẹ nó còn hội đồng giám mục y khoa, tất cả hồ sơ còn đó. Thôi, đó là một vài cái chi tiết. Hôm nay tính bảo là nói tiếp tục đưa giơ tay, mà hôm nay lại quẹo sang cả phong thánh nữa. Thôi, mà thấy hình như nói cái gì cũng nghe hết ấy. Mấy con giống như túi không đáy, Chúa ơi. Lớp nhà nhầm, trong đây đi học toàn bà Phước không mới cả. Suốt cả ngày trông trẻ, mệt, hay là đi học đâu. Chỉ trông đến giờ học của bố thủ để nghe chuyện, hóng chuyện thôi. Thôi được rồi, bố cũng biết điều đó. Bố cố gắng ghi gặp những cái tin tức thì kể cho các con nghe để biết được mà là sống trong bầu giáo hội. Thôi đi về.